Tin tổng hợp sáng ngày 30 tháng 6 Belarus điều xe tăng pháo tiến sát biên giới Ukraine Quan chức Ukraine cho biết quân đội Nga đang giải minh sát thương ở Lysychansk. Thủ tướng Tây Ban Nha, NATO đang ngây thơ trong quan hệ với Nga. Ông Putin nói Nga không có vấn đề gì khi Phần Lan Thụy Điển gia nhập NATO. Vương quốc Anh áp đặt lệnh trừng phạt mới lên họ hàng thân thích của ông Putin. Cơ quan vũ trụ Nga bị tấn công mạng sau khi công bố tọa độ tòa bè ốc. Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản tổ chức cuộc gặp ba bên đầu tiên trong gần 5 năm. Bắc Kinh xuất khẩu trương đảng sang châu Phi Thu Lâm xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi bản tin tổng hợp sáng ngày 30 tháng 6 của DKN TV. Sau đây là các nội dung chi tiết. Thưa quý vị, quân đội Belarus đã điều động về thành phố Gomel, nơi chỉ cách biên giới với Ukraine khoảng 30 km, nhiều xe tăng và pháo tự hành hạng nặng. Động thái này càng khiến tình hình tại khu vực biên giới giữa Belarus và nước láng giềng trở nên căng thẳng. Theo một số nguồn tin địa phương, 17 xe tăng và 18 pháo tự hành 2 S3 Acacia SPG cỡ nòng 122mm đã được đưa đến Gomel trong những ngày gần đây. Từ những hình ảnh thu được, Giới phân tích nhận định số vũ khí hạng nặng trên vừa mới được đưa ra khỏi kho lưu trữ. Điều này làm giới lên nghi ngờ rằng Belarus đang chuẩn bị tấn công vào Ukraine. Trước đó, lực lượng tình báo Ukraine cho biết cơ quan này đã nhận được nhiều thông tin về việc quân đội Nga đang tiến hành gia tăng hiện diện quân sự trên lãnh thổ Belarus. Trong các cuộc tấn công tên lửa nhằm vào các mục tiêu quân sự ở Ukraine cuối tuần qua, nhiều tên lửa đã được phóng đi từ các máy bay ném bom chiến lược của Nga trên không phận của Belarus. Các động thái trên khiến chính quyền của Tổng thống Zelensky cũng như cộng đồng quốc tế quan ngại sẽ làm leo thang căng thẳng. Trong một bài phát biểu hôm 26 tháng 6, Tổng thống Zelensky đã bày tỏ lo ngại rằng Belarus sẽ bị kéo vào cuộc chiến và Điện Kremlin đang quyết định mọi thứ. Belarus được coi là đồng minh thân cận của chính quyền Tổng thống Putin. Để duy trì sự ủng hộ của nước láng giềng, Nga đã dành nhiều ưu đãi đặc biệt cho Belarus. Vào ngày 25 tháng 6, trong một cuộc gặp gỡ với người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko tại thành phố St. Petersburg, ông Putin tuyên bố Moscow sẽ chuyển giao cho Minsk các hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Quan chức Ukraine cho biết quân đội Nga đang giải minh sát thương ở Lysychansk. Thưa quý vị, thống đốc Luhansk của Ukraine ông Syedai cho biết các binh sĩ Nga ở thành phố Lysychansk đang giải minh sát thương. Trao đổi qua điện thoại với CNN, ông nói, những quả mìn có tên gọi là những cánh hoa cực kỳ nguy hiểm vì chúng nằm ở bất cứ đâu với bất kỳ trẻ em hoặc dân thường nào đi viện cho nhân đạo có thể chết vì dẫm lên chúng hoặc mất một chi. Ông Hay đã cho biết thêm, các cuộc bán phá thành phố hiện đang liên tục diễn ra cả ngày lẫn đêm. Về mặt nhân đạo, nhóm của ông đang cố gắng cung cấp càng nhiều viện trợ càng tốt. Ông nói với mỗi người dân, được cấp một bộ viện trợ nhân đạo được thiết kế để sử dụng trong vòng 2 tuần, nhưng trên thực tế, nguồn cung cấp chỉ tồn tại trong vòng 1 tuần. Theo ông, khoảng 15.000 người hiện đang mắc kẹt trong thành phố và phần lớn trong số họ là những người từ chối rời đi, mặc dù chúng tôi liên tục thúc giục họ rời đi. Về thiệt hại, ông nói khó có thể đưa ra do thành phố bị Nga pháo kích liên tục. Ông nói lại rằng, Lysychansk là tiền đồn cuối cùng của vùng Luhansk và theo ý nghĩa quân sự, việc mất một thành phố giống như thua một cuộc chiến. Tuy nhiên, ông vẫn lạc quan về khả năng quân đội Ukraine có thể gây ra nhiều tổn thất nhất có thể cho quân đội Nga. Có thể trong cuộc tấn công Lysychansk, họ sẽ mất nhiều thiết bị và quân đội đến mức không còn có thể tiến hành đầy đủ các hoạt động tấn công, trong khi chúng tôi sẽ nhận được nhiều vũ khí phương Tây hơn để đánh bại kẻ thù của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ không chỉ dừng lại, chúng tôi sẽ bắt đầu giải phóng những nơi bị chiếm đóng, ông nói với CNN. Thưa quý vị, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez nói với CNN hôm thứ Tư rằng NATO đang ngây thơ trong quan hệ với Nga trong những năm qua. Phát biểu từ hội nghị thượng đỉnh NATO ở Madrid, ông Sanchez nói rằng NATO đang gửi một thông điệp rõ ràng tới Putin, đó là chúng tôi sẽ hỗ trợ Ukraine và chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ Ukraine cho đến khi quân đội Nga rời khỏi đất nước và họ tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia của Ukraine. Tôi cho rằng... Điều quan trọng là phải gửi đi thông điệp về sự đoàn kết và quyết tâm của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các đồng minh NATO và tất nhiên là cả G7, để có thể quay trở lại một kịch bản mà các nước khác nhau, đặc biệt là Nga trong trường hợp này tôn trọng. Ông nói tiếp, Phản ứng trước việc Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý hỗ trợ Phần Lan và Thụy Điển trở thành thành viên NATO, Thủ tướng Sanchez nói rằng, việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO không phải vì họ muốn mở rộng lãnh thổ, mà để bảo vệ các giá trị nền dân chủ của họ và tất nhiên, trật tự quốc tế dựa trên các quy tắc, luật lệ rõ ràng, mang lại sự chắc chắn và an ninh cho xã hội của chúng ta. Khi được hỏi liệu có sai lầm khi coi Nga là đối tác chiến lược vào năm 2010 hay không, ông Sanchez nói rằng, vào thời điểm đó NATO đã cố gắng cho Nga và Putin một cơ hội. Nhưng có lẽ trong những năm qua, chúng tôi đã hơi ngây thơ trong quan hệ của chúng tôi với Nga ngày nay chúng ta đang thấy hành vi bành trướng và chủ nghĩa đế quốc của Putin và chế độ của ông ta và đây là điều không thể chấp nhận được ông nói và cho biết tôi nghĩ điều quan trọng mà chúng tôi hiện đang thông qua trong hội nghị thượng đỉnh Madrid này đó là xác định nga là mối đe dọa chiến lược đối với các đồng minh và xác định đâu là phương tiện công cụ mà chúng tôi sẽ đưa ra để đối phó ông cũng nhấn mạnh Tây Ban Nha đã gửi 400 tấn thiết bị quân sự cũng như viện trợ nhân đạo tới Ukraine Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO là liên minh quân sự ra đời vào năm 1949. Trong một tuyên bố dài hôm thứ Tư, NATO nói Hôm nay chúng tôi đã quyết định mời Phần Lan và Thụy Điển trở thành thành viên của NATO và đồng ý ký các nghị định thư gia nhập. Tuyên bố của NATO nói Việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập sẽ khiến họ an toàn hơn, NATO mạnh hơn và khu vực châu Âu Đại Tây Dương an toàn hơn. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu tại một cuộc họp báo cuộc chiến chống Ukraine của Tổng thống Putin đã phá vỡ hòa bình ở châu Âu và tạo ra cuộc khủng hoảng an ninh lớn nhất ở châu Âu kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai. Ông nói, NATO đã đáp trả bằng sức mạnh và sự đoàn kết. Nga nói đang theo đuổi một hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine để loại bỏ những kẻ theo chủ nghĩa dân tộc nguy hiểm. Ukraine và phương Tây tuyên bố đây là cái cớ cho cuộc xâm lược của Nga. Tổng thống Ukraine Zelensky nhắc lại với các nhà lãnh đạo NATO rằng, Kyiv cần nhiều vũ khí và tiền hơn và nhanh hơn nữa. Trong khi Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba ca ngợi lập trường rõ ràng của NATO đối với Nga, vẫn nói kết quả hội nghị thượng đỉnh chứng tỏ có thể phải đưa ra những quyết định khó khăn nhưng cần thiết. Thưa quý vị, ở một diễn biến liên quan, Tổng thống Nga Putin hôm thứ Tư cho biết Nga không có vấn đề gì với việc Phần Lan và Thị Điển gia nhập NATO. Chúng tôi không gặp vấn đề với Thị Điển và Phần Lan như với Ukraine, Ông Putin nói trong một cuộc họp báo ở thủ đô Ashgabat của Turkmenistan, nếu Phần Lan và Thụy Điển muốn, họ có thể tham gia. Điều đó tùy thuộc vào họ, họ có thể tham gia bất cứ thứ gì họ muốn. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng Nga sẽ đáp trả nếu NATO thiết lập cơ sở hạ tầng ở các nước này. Người đứng đầu Điện Kremlin cũng nói rằng các mục tiêu của Nga ở Ukraine không thay đổi, nhưng chiến thuật có thể khác. Theo ông, Quân đội Nga được cho là đã đạt được mục tiêu trong cuộc chiến ở Ukraine. Nhà lãnh đạo Nga cũng lên tiếng phủ nhận việc các lực lượng của Moscow tấn công vào một trung tâm mua sắm đông đúc ở thành phố Kremenchuk của Ukraine hồi đầu tuần, khiến 18 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Quân đội của chúng tôi không tấn công bất kỳ cơ sở hạ tầng dân sự nào. Chúng tôi có mọi khả năng để biết những gì đang được đặt ở đâu, ông Putin nói trong cuộc họp báo. Kể từ đầu cuộc chiến, Nga liên tục phủ nhận tấn công vào các cơ sở à tầng dân sự của Ukraine, dù cho có rất nhiều bằng chứng cho thấy điều ngược lại. Thưa quý vị, hãng tin BBC cho hay, vương quốc Anh vừa ra hàng loạt lệnh trừng phạt mới nhất nhắm vào những người trong nội bộ của tổng thống Nga Putin, bao gồm cả người nhà của ông ta. Bộ ngoại giao Anh cho biết, Anna Sivileva, sinh năm 1972, em họ của Putin và là chủ tịch của một công ty khai khoáng lớn đã bị trừng phạt. Vladimir Putin Người giàu thứ hai ở Nga và là người ủng hộ chế độ của Putin cũng bị trừng phạt hôm thứ Tư ngày 29 tháng 6 do cuộc chiến ở Ukraine. Chính phủ Anh cho biết các biện pháp trừng phạt nhằm làm suy yếu cỗ máy chiến tranh của Nga. Bà Sivileva, người điều hành công ty khai thác than nổi tiếng của Nga, GSC camera Group, được hưởng lợi đáng kể từ mối quan hệ của bà với vị Tổng thống, Bộ Ngoại giao Anh cho biết. Trong khi ông Putin được cho là có tài sản trị giá 37,1 tỷ đô la Mỹ tương đương 30,5 tỷ bảng Anh, theo dữ liệu của Bloomberg, tiếp tục tích lũy tài sản nhờ ủng hộ điện Kremlin. Nhà tài phiệt này là người đứng đầu hãng sản xuất Niken và palladium tinh chế lớn nhất thế giới, Nordiken, và mua lại ngân hàng Nga Rosbank và cổ phần trong ngân hàng tin kể từ khi Nga đánh chiếm Ukraine. Theo các báo cáo, ông ta đã di chuyển siêu du thuyền trị giá 300 triệu đô la Mỹ của mình đến nơi trú ẩn an toàn ở Dubai để đề phòng. Nhà tài việt này đã chi 2 tỷ đô la Mỹ để xây dựng khu nghỉ mát trượt tuyết Rostakuto, nơi tổ chức Thế vận hội mùa đông 2014 ở Sochi, một dự án mà ông cho rằng sẽ là di sản của mình, nhưng ông hy vọng sẽ nhận lại được một số tiền từ chính phủ Nga. Phát ngôn viên của chính phủ Anh nói rằng, Chừng nào Putin tiếp tục đánh Ukraine, chúng tôi sẽ sử dụng các biện pháp trừng phạt để làm suy yếu cỗ máy chiến tranh của Nga. Các biện pháp trừng phạt hôm nay cho thấy rằng, không có gì và không ai là không bị xem xét, kể cả những người trong giới nội bộ của Putin. Một nhóm các cá nhân và công ty Nga cũng đã bị trừng phạt vì liên quan đến việc hỗ trợ chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad ở Syria. Nga cũng sẽ bị cấm truy cập các dịch vụ ủy thác của Vương quốc Anh, mà cho phép một cá nhân hoặc doanh nghiệp quản lý tài sản của người khác. Các biện pháp trừng phạt này là mới nhất trong một loạt các biện pháp do Vương quốc Anh áp đặt, khiến hơn 1.000 người và hơn 120 doanh nghiệp bị nhắm mục tiêu hiện Nga chưa phản ứng trước động thái mới nhất của Anh quốc. Thưa quý vị, Cơ quan Vũ trụ Nga Roscosmos hôm thứ Tư cho biết mạng máy tính của họ đã bị tấn công. Vụ tấn công diễn ra một ngày sau khi Roscosmos đăng tải ảnh vệ tinh vị trí trụ sở cơ quan chính phủ các nước phương Tây. Các ngôn viên của Roscosmos, Dmitry Sukovets trên Telegram cho biết, sau khi Roscosmos đăng tải ảnh vệ tinh trung tâm đầu não NATO website của cơ quan đã bị tấn công DDoS, tức tấn công từ chối dịch vụ. Nhưng không giống vụ việc tháng 3 và tháng 4, vụ tấn công lần này không xuất phát từ nước ngoài mà đến từ thành phố Zekaterinburg của Nga. Một ngày trước đó, Roscosmos công bố tọa độ của các trụ sở quốc phòng và đầu não chính phủ các nước phương Tây gồm ngũ sát đài, tòa bê ốc và nơi tổ chức hội nghị thượng đỉnh của NATO. Bài đăng cũng bao gồm các tòa nhà chính phủ Anh ở trung tâm London, tòa nhà của Thủ tướng Đức và Quốc hội ở Berlin trụ sở NATO ở Brussels, tư dinh của Tổng thống Pháp và các tòa nhà chính phủ khác ở Paris. Trên thực tế, trụ sở cơ quan chính phủ của các nước NATO gồm cả tòa bè ốc, ngũ gia đài đều được công khai địa chỉ, hình ảnh và tọa độ với công chúng. Tòa bè ốc và điện Elysees là phủ Tổng thống Pháp thậm chí mở cửa cho khách tham quan vào thăm mỗi tuần. Việc Nga công bố tọa độ các cơ quan đầu não của phương Tây diễn ra trong bối cảnh các thành viên NATO nhóm họp hội nghị thượng đỉnh ở Madrid để bàn về kế hoạch ứng phó trong bối cảnh an ninh cho Âu bị đe dọa nghiêm trọng khi Nga xâm chiếm Ukraine. Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản tổ chức cuộc gặp ba bên đầu tiên trong gần 5 năm. Thưa quý vị, vào ngày 29 tháng 6, Tổng thống Mỹ Biden cùng với người đồng cấp Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã tổ chức cuộc hội đàm ba bên ở Madrid, Tây Ban Nha, bên lề hội nghị thượng đỉnh tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Phát biểu mở màn, Tổng thống Biden cho rằng Tác ba bên Mỹ Nhật Hàn đóng vai trò quan trọng giúp đạt được mục tiêu chung của cả ba, trong đó có việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng lưu ý vẫn tồn tại quan ngại về khả năng Triều Tiên thử hạt nhân. Về phần mình, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nhấn mạnh hợp tác giữa ba quốc gia trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, nhất là trong bối cảnh mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên gia tăng. Thông qua cuộc gặp này. Tổng thống Yun bày tỏ mong muốn hợp tác Hàn-Mỹ-Nhật sẽ trở thành một trục trung tâm quan trọng vì mục tiêu hòa bình và ổn định toàn cầu. Đây là cuộc gặp ba bên đầu tiên sau hơn 4 năm giữa các lãnh đạo Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc kể từ cuộc gặp gần nhất được tổ chức hồi tháng 9 năm 2017, bên lề khóa họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Kể từ đó đến nay, quan hệ Seoul và Tokyo xấu đi do bất đồng trong một số vấn đề khiến các nước không thể tổ chức họp ba bên. Quan hệ Hàn Quốc và Nhật Bản bắt đầu có dấu hiệu tan băng sau khi Tổng thống Yoon lên cầm quyền tại Hàn Quốc với cam kết cải thiện quan hệ với quốc gia láng giềng. Bắc Kinh đang xuất khẩu các trường đảng sang các nước châu Phi với hy vọng sẽ kiểm soát lục điện này thông qua những con người mà họ đào tạo. Thưa quý vị, theo RFI, vào giữa tháng 6, Leadership School tại Tanzania đã bắt đầu khai giảng khóa học đầu tiên hồi giữa tháng 6 cho các lãnh đạo nguồn của 6 nước miền Nam châu Phi. Đích thân chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi điện chúc họ tham gia tích cực vào việc thúc đẩy tình hữu nghị Trung Phi. Điểm đặc biệt của cơ sở này đó là Bắc Kinh đã đầu tư 40 triệu đô la vào trung tâm giống như hệ thống các trường đảng đào tạo các thế hệ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tất cả có 120 người theo học ở cơ sở hoàn toàn mới, được khánh thành hôm 22 tháng 4. Toàn là trên 10 hectare đất ở Kibaha, ngoại ô thành phố cảng Dar es Salaam. Những lãnh đạo nguồn đến từ 6 quốc gia gồm có Nam Phi, Tanzania, Mozambique, Angola, Zimbabwe và Namibia. Tất cả các quốc gia này đều có một điểm chung là các đảng cầm quyền có mối quan hệ gần gũi lâu đời với Trung Quốc. Không phải ngẫu nhiên mà trung tâm đào tạo chính trị này ra đời ở Tanzania. Hai nước có quan hệ đặc biệt là Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng cầm quyền ở Tanzania hiện nay là Chacha Mapinduzi, CCM, vẫn duy trì quan hệ gần gũi liên tục từ thời kỳ hậu thuộc địa. Quan hệ giữa hai nước đã được Bắc Kinh đánh giá là tin cậy và bền vững. Theo Daniela Caruso, chuyên gia về quan hệ Trung Phi, thuộc Đại học Vì Hòa Bình của Liên Hợp Quốc tại Costa Rica. Trước Tanzania, Trung Quốc cũng đã hỗ trợ một trường khác cùng loại do phong trào Đại hội Dân tộc Phi, ANC, khai triển tại Nam Phi vào năm 2014. Nhưng đó chỉ là một trung tâm địa phương. Trong khi ở đây, tham vọng thực sự ở cấp độ khu vực vì trường này nhằm đào tạo những lãnh đạo cho 6 nước, chứ không phải thường. Theo lời bà Lina, Ben Adala là nhà nghiên cứu tại Đại học Wake Forest tại North Carolina của Hoa Kỳ. Adam Bodomo, giáo sư nghiên cứu châu Phi tại Đại học Viên, thành viên Trung tâm quan hệ quốc tế Trung Phi cho biết, ở tất cả những nước đó, các lãnh đạo đều xuất thân từ cuộc đấu tranh giành độc lập và cũng là những người đi theo các hình thái chủ nghĩa xã hội được coi là gần với hệ tư tưởng chính thức của Trung Quốc. Trung Quốc mới chi có 40 triệu đô la Mỹ để giúp xây dựng trung tâm đào tạo chính trị này nếu so sánh với hàng tỷ đô la mà Bắc Kinh đã đầu tư bằng cách cho vay để phát triển hạ tầng, cơ sở ở châu Phi, thì đó chỉ là giọt nước trong đại dương. Có điều khu trường này có hẳn một chi nhánh châu Phi thuộc hệ thống trường đảng Cộng sản, nơi từ nhiều thập niên qua vẫn đào tạo ra các thế hệ lãnh đạo của Trung Quốc, Obert Hoji, chuyên gia về vai trò của Trung Quốc tại châu Phi, thuộc Đại học Liverpool ghi nhận. Trong khi đó, ông Adams mô lưu ý, với Bắc Kinh, mục đích rõ ràng là để tạo ảnh hưởng đối với thế hệ trẻ châu Phi, giúp họ thấu hiểu mô hình lãnh đạo theo kiểu Trung Quốc và có thể những người này sẽ phổ biến ở đất nước họ. Nhưng cụ thể các lớp đào tạo những lãnh đạo tương lai châu Phi đó theo nội dung gì? Khó có thể biết được. Trên trang web của trung tâm, những đường link dẫn đến các môn được giảng dạy không hoạt động. Ngoài ra không có một thông tin nào về các giảng viên, ngoài bà hiệu trưởng Marcelina Vula Chizoriga. Trước khi đến với Walimu Silius Leadership School, Nhà kinh tế này từng là giáo sư về tài chính và quản lý thuộc Đại học Đại, đại Islam. Chuyên gia Albert của Đại học Liverpool lưu ý, tất cả những gì liên quan đến cơ sở đào tạo này đều trực thuộc Ban đối ngoại Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cơ quan có nhiệm vụ phát triển quan hệ với các chính đảng anh em ở nước ngoài. Các chuyên gia cho rằng, việc Bắc Kinh tham gia vào đào tạo các lớp lãnh đạo tương lai của những nước này cũng là cách để bảo vệ lợi ích kinh tế và chính trị của họ. Nếu như các sinh viên theo học ở trung tâm đào tạo này sau đó nắm giữ những chức vụ quan trọng, họ sẽ đồng cảm với cách thức Bắc Kinh làm ăn trong đất nước của họ. Ít ra đó là điều mà Bắc Kinh đang hy vọng. Các lớp học này xuất hiện vào thời điểm đời sống quan trọng chính trị của những nước châu Phi nói trên trở nên rất quan trọng. Tất cả các đảng cầm quyền ở cấp độ này khác đang bị sức ép của đối lập và có nguy cơ bị mất quyền. Họ đang đi tìm lời khuyên để bảo đảm cho sự tồn vong chính trị ở một nước là Trung Quốc, một bậc thầy về vấn đề này. Chuyên gia Albert Hoshi giải thích. Sự tồn tại của trường chính trị này còn là lời nhắc nhở rằng Trung Quốc không chỉ hành động vì lợi ích kinh tế của họ ở châu Phi. Các con đường tơ lụa mới của Trung Quốc và những khoản đầu tư khổng lồ vào cơ sở hạ à tầng như hải cảng ở Djibouti hay đường sắt nối Tanzania với Zambia đều tạo cảm giác rằng Bắc Kinh chỉ có đô la mà thôi, trong khi đó quyền lực mềm đang ngày càng trở nên quan trọng. Tuy nhiên, những ai nghiên cứu ngoại giao Trung Quốc không hề ngạc nhiên khi thấy Bắc Kinh chiếm lĩnh mảnh đất này. Từ hàng chục năm nay đã có hàng trăm thanh niên châu Phi được mời đến học ở Trung Quốc. Theo bà Lina Benadala, đơn giản chỉ là vì làm như thế đỡ tốn kém hơn là cho vay hàng đống tiền. Thưa quý vị, một tin tổng hợp sáng của DKN TV đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin được kính chúc sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.